Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tại Trung Bộ sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong khi đó, từ ngày mai, 26 tháng 6, nắng nóng sẽ quay trở lại ở Bắc Bộ sau ít ngày trời dịu mát, dễ chịu. Ngày hôm nay 25 tháng 6, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt vẫn tiếp diễn ở Trung Bộ, khiến các chỉ số nóng bức, chỉ số tia cực tím UV tại nhiều tỉnh thành phố ở mức có hại. Như tại tỉnh Hà Tĩnh, thành phố Quy Nhơn, Bình Định đạt mức từ 41 đến 54 ở mức nguy hiểm. Nhiệt độ toàn vùng phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ kéo dài trong ngày từ 10 giờ đến 19 giờ tối. Trong khi đó, tại Bắc Bộ, ngày hôm nay, thời tiết tương đối mát mẻ, dễ chịu. Nhiều thời điểm trong ngày còn có mưa rào và dông. Theo cơ quan khí tượng, từ ngày mai 26 tháng 6, nắng nóng có khả năng xuất hiện trở lại ở Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 37 đến 38 độ. Từ ngày 27 tháng 6, nắng nóng gay gắt có khả năng mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ. Do đó, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.